Xin được chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị, vào ngày 17 tháng 10, Nhật Bản thông báo quyết định sẽ tham gia sứ mệnh chinh phục mặt trăng của Mỹ, cụ thể là tham vọng đưa phi hành gia trở lại hành tinh này vào năm 2024. Trong thông báo, Nhật Bản cho biết sẽ hợp tác kỹ thuật với Mỹ trong dự án xây dựng một trung tâm trên quỹ đạo, tương tự như một trạm không gian nhỏ mang tên Gateway, để các phi hành gia tiến hành chương trình thám hiểm mặt trăng Artemis. Tokyo sẽ cung cấp các thiết bị hỗ trợ cuộc sống, thiết bị điều hòa không khí và pin cho trạm Gateway. Mặc dù vậy, do lo ngại về chi phí, Ủy ban về Chính sách Vũ trụ Quốc gia Nhật Bản chưa quyết định Tokyo có tham gia hạng mục xây dựng dự kiến được khởi động từ năm 2025. Theo đó, thiết lập nơi ở, phòng thí nghiệm và cảng lắp ghép, nơi là bến đậu của các tàu con thoi trên trạm để phục vụ công tác thăm dò mặt trăng và sao hỏa hay không. Theo Ủy ban trên, Nhật Bản sẽ chính thức thông báo với Mỹ về quyết định này vào cuối năm nay. Từ năm 2025, nếu quyết định tiếp tục tham gia chương trình không gian của Mỹ, Nhật Bản sẽ sử dụng phương tiện vận chuyển hàng hóa thế hệ mới HTVX để gửi đồ tiếp tế đến trạm Gateway.